Từ một diễn viên đóng thế trở thành đạo diễn võ thuật với Trịnh Công Tuấn, Ben Eagle là một hành trình dài. Anh còn nắm kỷ lục là người sở hữu kênh YouTube nhiều lượt đăng ký nhất Việt Nam. Ben Eagle, tên thật là Trịnh Công Tuấn, là võ sư, đạo diễn hành động, chuyên đào tạo võ thuật, diễn xuất hành động và diễn viên đóng thế. Anh sinh ra tại Bắc Ninh, sau đó cùng cha mẹ vào Bình Dương sinh sống. Trong những năm đi học, Tuấn có hình thể nhỏ bé, tay chân khẳng khiu, thường xuyên bị bạn bè ức hiếp. Hồi đó, tôi làm sao đỏ, ghi tên nhiều người nên dễ bị ghét. Có lần, tôi bị đám bạn chặn đường, một nhóm khoảng 20 người. Lúc ấy chưa biết võ thì tôi chỉ cố gắng chạy thôi. Anh nhớ lại. Sau đó, anh chàng bắt đầu học võ để bảo vệ mình. Từ cậu bé nhút nhát, yếu ớt, cơ thể Tuấn trở nên rắn chắc, hoạt bát, tự tin hơn khi giao tiếp. Nhờ võ thuật, Tuấn bắt đầu thay đổi được bản thân và đại diện tỉnh Bình Dương đi thi đấu, giành nhiều danh hiệu. Khi tập võ, tôi chưa từng nghĩ sẽ đánh lại ai, tôi hiền lắm. Chính nhờ võ thuật đã thay đổi bản thân tôi không biết đến tệ nạn xã hội, tôi tránh xa được mọi thứ nhờ học võ. Tôi biết ơn võ lắm và quyết định cuộc đời theo nghiệp võ, Tuấn nói. Vào đại học theo nguyện vọng của cha rồi chuyển sang nghiệp diễn xuất, anh cho biết đó là hành trình không dễ dàng. Ben Eagle tâm sự, ba mẹ muốn tôi đi học, lấy bằng đại học và xin việc ở công ty, có lương ổn định. Khoảng thời gian đầu, gia đình tôi và tôi đã không còn tiếng nói chung. Tôi quyết định rời khỏi nhà để theo đuổi đam mê của mình. Khi ấy không có tiền thuê trọ, tôi sống nhờ nhà bạn mấy tháng, sau đó tôi xin được việc làm. 2 năm sau, khi mọi thứ dần ổn định thì tôi bắt đầu tiếp tục theo đuổi võ thuật. Khi đã có được những vai diễn hành động đầu tiên trong phim, tôi đã thôi chăn trở. Tôi theo đuổi đam mê từ con số 0 và mất đến 10 năm để chứng minh đam mê đó là đúng đắn. Chia sẻ về nỗi buồn vui của nghề diễn viên đóng thế, Ben Eagle bảo đây là nghề nhường hào quang cho người khác bởi khán giả sẽ không biết đến gương mặt của người diễn viên dù họ đóng góp cho phim những pha hành động đẹp mắt và nguy hiểm. Tình nghề từ nghiệp, hầu hết trên cơ thể tôi toàn những vết sẹo và nghề này không tránh khỏi chấn thương. Nhưng với tôi không sao cả, đã đam mê thì mọi chuyện đều dễ dàng. Với tôi mỗi ngày ở phim trường được đua xe, nhào lộn tôi thấy sướng lắm. Anh chia sẻ, những vai diễn đóng thế đầu tiên của Tuấn là nằm trong phân cảnh ngắn chiến đấu của những bộ phim trên YouTube. Thù lao anh nhận được sau mỗi phim khoảng 200.000 đồng, chỉ đủ ăn mì gói qua ngày. Theo đuổi đam mê với hai bàn tay trắng, thiếu sự ủng hộ từ người thân, nhưng điều khiến đạo diễn võ thuật Ben Eagle không bao giờ muốn dừng lại là vì ước mơ. Sau đó, nam diễn viên đóng thế được mời tham gia một vài bộ phim điện ảnh như Thưa Mẹ, Con Đi, Chị 13. Sau nhiều năm lăn lộn với nghề đóng thế, từ phim mạng, truyền hình đến điện ảnh, Tuấn đã thực hiện ước mơ đạo diễn võ thuật cho các phim điện ảnh. Anh phụ trách công tác chỉ đạo võ thuật cho các đoàn làm phim. Anh còn mở lớp đào tạo diễn xuất cho những người đam mê diễn xuất đóng thế, soạn thảo giáo án, huấn luyện diễn viên đóng thế với 3 ngôn ngữ, Việt, Anh và Trung Quốc. Trải qua những tháng ngày khốn khó, Ben thổ lộ. Nếu như tôi không quyết định rời nhà thì chắc bây giờ tôi vẫn còn là người kém cỏi. Tôi không hối tiếc về những gì đã lựa chọn. Tự hào về bản thân, tôi chưa bao giờ sử dụng võ để giải quyết vấn đề riêng của mình. Chính nhờ bước ra xã hội, tôi mới trưởng thành được. Chính áp lực đó làm tôi không sa ngã, đạt được đích đến của mình. Ngoài ra, anh còn là một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Nói về cơ duyên, Tuấn cho biết, anh xây dựng trang cá nhân từ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Khi đó, mọi thứ đứng im, anh muốn làm gì đó để bản thân hoạt động, sáng tạo nội dung theo kiểu hướng dẫn tự vệ và những câu chuyện võ thuật hài hước. Không ngờ kênh YouTube và TikTok của anh được nhiều bạn trẻ đón nhận. Hiện tại, kênh YouTube Ben Eagle của anh đã đạt 22,9 triệu lượt đăng ký, vượt qua rất nhiều cái tên YouTuber đình đám như Chris Devil Gamer, Lâm Vlog, NTN để trở thành kênh YouTube có nhiều người đăng ký nhất Việt Nam. Trước đó, kênh cũng lập thành tích đạt nút bạc sau 3 tháng, đạt nút vàng sau 9 tháng với hơn 1 triệu lượt đăng ký, chỉ mất 2 năm để cán mốc 10 triệu sub và đạt được nút kim cương YouTube. Ben Eagle cũng trở thành đại diện của Việt Nam trong số 6 nhà sáng tạo nội dung thành công ở châu Á-Thái Bình Dương được YouTube giới thiệu trên trang blog của nền tảng này. Ngoài ra, anh cũng có kênh TikTok đạt 6,2 triệu lượt theo dõi. Thông qua mạng xã hội, Ben Eagle muốn xây dựng một cộng đồng nhân văn, vui vẻ và tích cực. Ở đó, không có drama, bóc phốt hay những hành vi trái với luân thường đạo lý, thuần phong mỹ tục, mà chỉ là một sân chơi để mọi người tương tác, học hỏi, tập võ cùng nhau. Ngoài ra, anh cũng muốn từ mạng bước ra đời thật, sử dụng những hiểu biết võ thuật để mở các lớp miễn phí, chia sẻ những kinh nghiệm tự vệ cho bạn trẻ hiện nay.